Chào mừng các bạn đến với chương trình Học Tiếng Anh Online được thực hiện bởi AudioBooksForBlind. Alright, hey Sunny, hi, how are you? Yes, I feel so fun. I feel so fun. Là sao? I feel good. Nếu mà feel so fun là I feel good. Hoặc là nếu mà mình đang vui á là dạ I am having fun. Rồi cái nào? Yes, I am having fun. Yeah, I am having fun. There you go. Yeah. Okay, good. And how was your weekend? It was good. What did you do? I went school. Okay, I went to school. I went to school and I with my friend. I with my friend. I with my friend là sao? Ai gì? Là Mày gặp với bạn đó phải không? Yeah. Okay, alright, alright. Quá khứ một, hiện tại là meet. I met. Nào quá khứ là met, đúng rồi đó. I met gì? Yeah. I met with my friends. I met with friends. Yeah, with my friends. Yeah. Well, actually, I met up. I met up. Yeah, sorry. I met up with my friends. Sorry about that. I said when you get up. Okay. I met up with my friends and we have planned. We what could we had planned to go to give to the children on the day of moon. Okay, chờ tí nha. Ready? We have planned làm sao? Ý nó là sao? Có nghĩa là tụi em có dự định là đi tới phát quà cho mấy em trong ngày Trung Thu á. Okay, good. Okay, good. We have planned, yes, to làm sao? Nói lời to give. Nào cái chữ give gifts thì nghe nó hơi là lạ, right? Give, right? Có một chữ nữa, cái gift có một chữ nữa. Là gì ta? Presents. Yeah. So we have plans to give presents. Là gì? To the children on the day of moon. To the children. Đêm là Trung Thu phải không? Yeah. Okay, alright. Hold on. Now we had planned. So cái này là chưa cho phải không? Yeah. Okay. Yeah. Dự định. Okay, rồi đúng vậy nào. So mình phải nói gì nào? Lúc đó chúng ta dự định. Okay. Lúc đó chúng ta dự định. So quá khứ mà đang làm. So cái dạng nó là phải là was hay là were phải không? Yeah. Cộng với verb ing, right? So we were Trung Thu là Autumn Festival, right? Yeah. Yeah. So yes, on Autumn Festival. On Autumn Festival. Festival. Yeah. You see? Festival. Yes. Autumn Festival. 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 There you go. Yeah. All right. Very nice. Yeah. Yesterday. Cái gì yesterday gì nữa? Yesterday. Yeah. Yesterday. My older sister helped me. My older sister helped me. Helped me phải không? Giúp tôi phải không? Help me. Gọi tôi. Yeah. Okay. I talk with he. Wait. Okay. So Nelanya, yesterday my older sister called me. Yeah. Yesterday my older sister called me. Mm-hmm. I talk with she. No. I talk with her. With her. Mm-hmm. Yes. Right. Her said. She said. Okay, so hold on, để mình giải quyết cái vụ she với her. Okay. Cái chủ từ á là she. Okay. Yeah. Cái tên ngữ phải không, là cái hành động nó làm cho người khác á là her. Yeah. Right? Cái đó cái object, right? So I love her là tôi yêu cô ấy. So cái love nó làm cho her. Yeah? Yeah. Tên ngữ, ok là her, yes. Yeah. Okay. She said she will buy a new motorbike for me. Oh, wow, đã vậy? Yeah. Wow. Oh, I'm very happy. Yeah, thử đi. I'm very happy. Nào, có cái chữ happy nữa mà không có cần very nhé. Cái chữ nó hay lắm. Biết chữ nào không? Trời, xích quên đánh vào cái chữ đó liền. Lâu không dùng. Ok, hold on. Oh yeah, I got it. Okay. Ecstatic. Các bạn nên biết chữ này. Ecstatic là very, very happy. Cái nghĩa đó là vậy đó. Ecstatic là very, very happy. Yeah. I'm ecstatic. Yeah, I'm ecstatic. Ba cái happy luôn đúng không? And she said she will come. She will back Vietnam in next year. She will go back. She will come. Tại vì mình nói vị trí mình, người khác đến mình. She will come back. Yeah. To Vietnam gì? To Vietnam in next year. Next year. Now, will you get your motorbike before she gets here? Will you get your new motorbike before she gets here? Là gì? Yeah. She buy motorbike for me. She will buy motorbike for me. The motorbike for me. Well, a motorbike, mình chưa khẳng định cái chiếc đó. Okay. Yeah. A motorbike for me. A motorbike for me before she gets here. Okay, yeah. Before she gets here. Yeah. Good. Where does she live? She chú cái môi lên đừng cái si. She chú cái môi lên. She lives and work in Australia. Okay, she lives and works and gì nữa? Okay, nói lại nha. She lives and works. She lives and works in Australia. In Australia, yes. Wow, she's rich. Yeah. Yeah. Oh, your older sister? I very lucky. I'm gì? I really lucky. Nữa, love she hả? Nữa. I love her. Đã mới cho cái ví dụ hồi nãy. It's like 3 minutes ago I gave you a... Okay. I really love her. Right, don't we see? I really love her. Yes. Me too, if she gives me a motorbike. No, không phải vì cái điều đó. Sure. Không phải. Nếu giờ xin gọi xin mượn $20. Right. Now, here's the important question, okay? Important, quan trọng. What motorbike do you want to get? Airblade. What is it? Cái xe đó nó có tên là Airblade. Tức là it's called Airblade, huh? Yeah. Like that? Yeah. Wow. Okay. What manufacturer? Excuse me? What company? What company? Japanese. What's the name of the company? Của Honda, của Nhật có xích. Của gì? Của công ty gì? Của công ty Honda. Oh, okay. Honda. Nó gọi Honda. Okay, so go Honda. Okay. Yeah. Wow, Airblade sounds nice. How much is it? How much is it? About nó khoảng gần 40 mấy, gần 50 triệu. 50 triệu. How much is that? $2,500. Yeah. Yeah. Roughly. Yeah. Oh, đang Google nó gần thôi chứ chưa tới. Right. I am googling the picture. It looks very pretty. Wow. Yeah. Tay da hả? Dạ, đúng rồi. Xích khoái chiếc Attila là cái chiếc gì xích? Ủa, bây giờ Việt Nam không có còn dùng Attila nữa hả? Con. Ủa, chiếc Việt Nam không? Đúng rồi, con. Biết tại sao xích thích không? Biết tại sao xích thích chiếc đó không? Dạ không. Tại vì xích chỉ cần chống hai cái chân lên là xích sẽ giọt ra khỏi luôn, không có té. Cái Airblade nó cũng vậy xích ơi. Ồ dạ hả? Đúng rồi. Ồ, xích vậy nè, xích lái Attila, cái xích thấy chuẩn bị té rồi, cái xong xích đứng dậy, cái xong cái nó chạy lọt ra khỏi. Yeah. Cái chiếc nó it's very low. It's very low. Yes. Okay. And what color? What color do you want? White and red. Okay, white and red. Nice. Okay. Wow. What are you driving right now? Driving. Bây giờ. I walking. Là sao? Là bây giờ em đi bộ. Oh, okay, đó là I walk. Để xem. I walk. Yeah, I walk. Yeah, okay. Why didn't you choose SH? Origami hỏi kìa. I don't have money. No, it's not your money, it's your sister's money, okay? It's your sister's money. Vì thì chị cho cái gì thì nhận cái đó thôi. No, just say like, mà SH nó lấy im hơn nhiều, bền hơn nhiều. Nó mắc tiền thích ơi. Thì bởi vậy. How much is an SH? Khoảng 80 million. 80 million. Yeah. Là $4,000 hả? Yeah. Okay, so it's cái đó là loại bình thường, còn mà loại mà thịnh hơn nữa là mắc nữa. Okay. Bình thường là gì? You know. Bình thường. That is the no. Okay. That is the most basic. That is the most basic. That is the most. 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 That's it. Basic. Yes. Yes. Okay. So wow, you're very excited. Very nice. Yeah. Có chuyện gì vui nữa kể suốt nghe ta. Có chuyện đó là duy nhất rồi. Đâu có chuyện gì mà mà hơn nữa đâu. There's none. What are you doing for the holiday? Holiday? Yes. I went volunteer. I went gì? Volunteer. Oh, I went volunteering. Yeah, I went. Oh wait, holiday. How I went? Oh my God. What are you doing for the holiday? What kind of? Là kỳ nghỉ cái tới thầy. Yes, đã qua rồi. What are you doing? Khác. What did you do? Okay, hai cái này nó khác nha. Yeah. Okay. I will go out with my friends. Okay, good. Where? Đi vòng đi ăn xong rồi đi hát karaoke nói xà xích. Okay, nó là chúng ta đi ăn nó làm sao? Chúng ta sẽ đi ăn nó làm sao? We will eat. We will go eat. We will go eat. Eat. Yeah, rồi gì nữa? And gì hồi nãy nói gì nữa? And go karaoke. Oh, okay. And go karaoke, đúng rồi. Yes. Yeah. Karaoke. Kỳ này karaoke hát giọng lên giọng dữ ha. Alright, very nice. Good job. Thank you for talking to me. Yes. Thank you for helping me. Good job. So nhớ xì nó, nhớ trước khi đi. Thì không có in cái âm này. Ok, cái âm này. Thế. It. No, each. Ý. Ý. Nói gì? Ý. Ý. Xinh đẹp trai quá. Ý. Ý. Xong rồi each. Each. Yes. Chữ này. It. Eat. Eat. Đúng rồi. Chữ này. Keep. Chữ này. Beach. B, that B. Beach. Yeah, good job. Alright, see ya, huh? No, okay, yeah, thank you. Bye. Okay. Sếp ơi, làm sao ngữ pháp mình tiến bộ hơn nữa? Đọc nhiều. Nếu các bạn muốn các bạn tiến bộ ngữ pháp, các bạn phải đọc nữa. Đọc. Các bạn không cần đọc Shakespeare, không cần đọc cái gì mà khó, chỉ cần đọc cơ bản thôi, một cái cuốn sách của đứa nít nhỏ cũng được nữa. Tại sao? Tại các bạn đọc, các bạn thấy cái chữ đó đi qua đi lại, cái cách sắp chữ cũng y hệt như vậy, thì từ từ các bạn sẽ quen, nó thấm vô. Sếp ơi, vật gì đó chĩa vào mặt của mình, giả sử mà chĩa cái tay của mình vào mặt thao thật bất lịch sự nói sao? What? Chỉ cái tay vào mặt, ý nó là mình muốn nói cái gì khi người ta chỉ cái tay vào mặt mình đó hả? Okay. Yeah, nó là gì nè? Pointing. Yeah, like pointing at my face hay gì đó. Ví dụ nó là ý là nó chỉ cái tay vào mặt mình đó, thì nó làm sao hả? Nó làm sao trong tiếng Anh đó phải không? No, ý Jane muốn dịch cái câu đó, hay là ý Jane muốn nói về văn hóa hay gì đó, muốn dịch cái câu đó hả? Okay. Yeah. Ý nó là gì? She pointed her finger in my face. There you go. Yeah. Well, he pointed his finger in my face. Yeah, vậy đó. Okay. So Sĩ có trả lời cái câu đó của Jane không vậy? Ý sao sao mà chĩa tay vào mặt tao đó. Yeah, ok, muốn nói là tại sao bạn chĩa mặt cái tay mặt vô mình đó phải không? Cái tay của bạn vô mặt mình rồi. Why are you pointing your finger in my face? Okay. Like that. Why are you pointing your finger in my face? Your với chữ vậy ha. Các bạn biết chiếc xíu với tắt này. Okay. Được không? Thiệt tình. Sickle. Okay, you're welcome. Sĩ ơi, ED trong động từ quá khứ có quan trọng không? Yes. Nếu mà nó trong những cái trường hợp đặc biệt, ví dụ những cái âm có âm K, âm SH, âm CH này kia đó, thì khi mà cộng với ED đó thì nó là âm T. Cái chữ cooked, Hoàng nói đúng đó. Yes. Looked at. Uh-huh. Âm T. Tại vì cái chữ ED của look là nó âm looked. Cái chữ at là looked at. Looked at, yes, cũng quan trọng mấy cái chữ đó. Còn mấy cái chữ like bag, oh my god, bag là cái bị mà mình cái hành động bỏ vô cái bị, bó nó lại bagged. Khi nó nhanh không có cần cái âm the bag như thế nào, bag. Nói âm thì có thể, yeah, bởi nói chung là ED cũng quan trọng, yes, nhất là mấy cái âm vậy đó, với cái âm like wanted, yeah, like that. Yeah. Sếp ơi, being dùng như thế nào? Oh gosh, being cái này sếp phải suy nghĩ nhiều lắm. Tại vì cái chữ being nó phong phú lắm. Yeah. Yeah, sorry, sếp ngồi sếp phải cần suy nghĩ nhiều lắm á. Yeah, không có thời gian đâu. Yeah. Cái này đừng có lo, chỉ cần nhớ hoặc là học mình học tiếng Anh từ từ mình sẽ biết nào. Yeah. Sếp ơi, granddad, đúng rồi đó, yes. Grand, đừng có g mạnh quá, nhẹ thôi. Granddad, okay. Hàng hoại, nói tiếng Anh là cái gì? Thiệt tình. Imported goods, hoặc là imported phone, imported clothes, imported makeup. Okay. Đồ nhập vô. What else? Switched up. Âm T, switch up. Okay. Yeah, cái chữ này có. Yeah, switch up. Âm T bỏ, họ xích. Âm T bỏ hả? Âm TS. Switch up. Âm TS bỏ, no đâu có bỏ đâu. Switch up như thế hả? Yeah. Vậy đó. Yeah, cái đó hơi có. Này nghe xích nha. Switched up. So switched up. Yeah, so cái âm TH nó phát âm, xong rồi âm T cái nữa, tóc cái nữa, switched up. Yeah, so nó có hai cái phụ âm mình. Yeah, it's hard. It's hard. Hàng hiểu nó tiếng Anh là gì? Mỗi hôm qua tra cứu mọi phải không? Ok, hàng hiểu, it's called brand name. Brand name phone, brand name clothes, brand name I don't know, glasses, brand name cái gì đó. Cái đó hàng hiệu đó. Okay, so brand là cái hiệu, brand name là cái tên, so cái đồ có tên hiệu. Sĩ ơi, ông cụ non là gì? Oh, I'm so sorry. Yeah, what's ông cụ non? Like tiếng Anh không có ông cụ non, và mình chỉ cái thằng bé đó, mình nói he is an, cái từ này châm biếm, okay, he is an old geezer. Okay, an old geezer là cái ông cụ non hoặc là cái ông cụ, okay, tiếng Anh không có dùng ông cụ non, cái tiếng Anh dùng ông cụ ha. Don't be an old geezer. Là như siết muốn ở nhà này kia nọ, không muốn đi chơi, không muốn karaoke. Cái xong cái bạn của siết nói, oh, don't be an old geezer. Đấy, đừng có làm cái ông già là ông cụ. Yes. Yeah, so old geezer là ông cụ. Tiếng Anh này không có ông cụ non. Yeah. Dạ sẽ biết tiếng Việt của mình là người còn trẻ mà suy nghĩ già. Yeah. Lật ngược tình thế là gì? Oh, what is that? Lội ngược dòng, lật ngược tình thế. À, hình như cái against the... gì ta? Against the flow or against the current. Well, no. Cái đó hơi chính xác không đó. Ngược dòng là như ai cũng có style đó, cái mình ngược cái style của mình đó phải không? Dạ. Yeah. Không phải ha. À, crap. Chơi bóng rổ mà mình thua, mình đang dẫn đầu cái bên kia mà mình muốn lội lên thắng. Ok, yeah. Well, nó có nhiều quá, I'm not too sure. It's against. No. Yeah. I'm not too sure. Yeah. Muốn nó có là against the odds. Against the odds là mình ráng ngược cái tỷ lệ, cái hướng thua của mình đó. Against the odds. Yeah. Xiết đầu cái chữ này expiry với lại expensive. Expiry với lại expensive. Yeah. Xíu đẹp trai bị thích cái hở. Rồi. Cái từ này không đọc được ơi. Procedure. Yes. Pro dễ lắm. Actually dễ lắm. Proceed cái xong rồi jure. Procedure like that. Yeah. Jure. I'm jure. Jure. Là như tiếng Việt của mình là trời đó, mà nó dừa tí, trời mình đi á, right? Yeah, procedure. Yep. Cái chữ này á, đọc là, oh yeah, cái chữ này nguy hiểm lắm nha. Brochure. Cái âm sờ chính giữa nó. Brochure, yes. Brochure, yes. Lội ngược dòng. Against the current. Yeah, nãy Sid cũng định nói vậy. Yeah, against the current. But không biết trong trường hợp nào. I mean, against the current thường khi dùng cho chính trị xã hội nhiều hơn. Mình cái sáng ý kiến của mình nó ngược, nó khác. Còn cái đội bóng rổ đang thua mà đi ngược lại, nó không có against the current, nó against the odds. Yeah, nó hơi nó chính xác. Ok, rồi các bạn vâng. To là to hoặc là chew được không? Không có chew, nó là to, thờ, to. Làm như các bạn nói chuyện cái chữ mùa thu. Mùa thu cái các bạn tưởng tượng các bạn điệu. Anh thích mùa thu lãng mạn. Ok, so lấy cái to đó ra. To.